interface là chứa các methods là abstract, chứa các biến là final. Và người ta ví dụ ở đây, my interface được khai báo ở phía trước là interface no class, không phải class nhé, đổi cái chữ class thành interface. Void my method 1, void my method 2 không có chữ abstract phía trước, mặc dù bên trong chúng ta không có mở đóng ngoặc nhọn để viết code. Thì cái này là trừu tượng đúng không? Mà trừu tượng nhưng mà không cần abstract, bởi vì nguyên cả dòng họ này abstract hết rồi, khỏi cần ghi. Nguyên cái interface là abstract hết luôn rồi, tất tần tật mọi thứ thì khỏi cần phải ghi abstract nữa. Vậy tạo cái interface này ra để làm gì? Tạo cái interface này ra để làm gì? Để làm gì? Thường trong viết á, trong khi mà các bạn triển khai dự án, chú ý chỗ này. Nếu như mà các bạn triển khai mà các bạn có đông nhân sự thì các bạn sẽ làm đúng quy trình và sẽ có một người thiết kế phần mềm. Không code nha. Người này xây dựng kiến trúc phần mềm. Và người này sẽ làm gì? Xây dựng ra những cái interface. Trước tiên là xây dựng kịch bản phần mềm bao gồm những gì, và xây dựng ra những cái interface và giao xuống cho các bộ phận làm. Hoặc là công ty của bạn không có dev mà chỉ có cái ông kiến trúc thôi. Ông kiến trúc ổng xây dựng xong, ổng thuê công ty khác gia công phần mềm. Khi bạn gia công, bạn viết cái rụt ở bên trong, ví dụ như là my method 1 trả về cho kiểu in, ví dụ như vậy. Đầu vào là cái gì đó, ví dụ như là mình viết cái hàm get điểm đi. Đầu vào là điểm. Đầu ra à, get xếp loại đi. Đầu ra là xếp loại yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc. Chỉ cần vậy thôi. Còn bên trong viết gì viết. Bạn phải có một cái interface để làm chuẩn cho những công ty gia công phần mềm của mình, để sau mình ráp code nó dễ. Chứ còn thôi anh viết đi, anh viết đi rồi có gì tôi kiểm, không kiểm nổi. Và khi mà bạn giao interface thì không cần kiểm, bởi vì mình có một cái ứng dụng để check cái code của người ta là đầu vào và đầu ra hết. Còn bên trong người ta viết thế nào là tùy. Nếu mà công ty người ta viết giỏi thì ứng dụng của mình chạy nhanh thì mình test được là code rất là ok. Còn công ty dở thì nó code lòng vòng trong đó thì lần sau không hợp tác nữa. Còn mình đã tin tưởng mình thuê người ta code mà bản thân công ty mình là đã không có nhân sự rồi, mà còn đi kiểm code nữa thì thôi, mình tự thuê viết luôn. Tức là công ty của bạn không có nhân sự, chỉ có một ông mà kiến trúc phần mềm thôi, ông đẩy ra gia công hết. Thì cái hay là vậy. Và khi mà các bạn gia công á, giả sử như cái method 1 này nó là dữ liệu đầu ra của method 1 là dữ liệu đầu vào của method 2, và mình giao cho hai ông gia công hai cái lớp khác nhau và hai ông cũng không biết. Ví dụ như mình sản xuất chiếc xe, mình giao cho công ty làm cái bánh, giao công ty làm cái sườn, giao công ty làm cái cửa, giao công ty làm kính. Miễn làm sao mà mình đưa cái form mẫu, à ông làm cái bánh kích thước như thế này nè, ông làm cái sườn kiểu vậy nè, ông làm cánh cửa đúng vậy nè, thì khi mang về công ty của mình á, mình ráp lại á, thì gần như 99.9% là ráp được, bởi vì mỗi bên đều theo chuẩn của mình hết rồi, cho nên chắc chắn là ráp được. Được không? Nhưng mà mỗi công ty gia công có biết mình đang làm gì không? Thầy bói xem voi chỉ biết được cái của mình thôi, còn những cái còn lại không biết.
Đó cũng là một cái hay đó các bạn. Nếu một cái dự án mà bạn giao cho một công ty gia công phần mềm mà giao từ A đến Á luôn, là giao luôn khách hàng luôn á. À, còn nếu mà bạn giao từng phần một thì người ta hợp tác với mình dài lâu, bởi vì người ta cũng chẳng làm được cái gì đối với lại cái bài kịch mà mình yêu cầu người ta viết đấy. Như vậy chú ý ở chỗ này rất hay về cái phần interface. Thứ nhất là giúp cho chúng ta quy chuẩn code. Trong này có code đâu, nó chỉ có là cây thước thôi, interface chỉ là một cây thước đưa ra cái chuẩn để cho mọi người viết theo, được chưa? Và trong cái interface này mình không dùng cái từ khóa extend mà mình dùng từ khóa là implement, là thực thi. Nó khác cái kia là extend là kế thừa, còn cái này implement là thực thi, khác nhau, được không? Ở trong đây cái my class mình viết lại method 1, method 2 và method 3 là tự viết. Khi dùng my class object 1 new my class, my interface object 2 new my class và mình gọi lại xem nó thế nào. Mình demo nhé. Thực thi nhiều interface, thêm cái interface một nữa. Và đối với lại cái my class thì chúng ta interface 1, interface 2, tức là một cái sản phẩm này được dùng đến hai quy chuẩn. Dùng đến hai quy chuẩn. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp, một cái package mới đi. Package mới là interface. Tại sao nó lỗi các bạn? Tại sao mình để cái chữ interface vô nó lại lỗi? Từ khóa. Vậy mình dùng thêm demo interface hết lỗi. Và trong này chúng ta cũng viết tương tự như vậy. Một cái interface là main interface. New. Các bạn thử xem trong này có interface không? Java interface. Net. Đặt cái tên cho nó là My Interface. Bên trong này chúng ta sẽ viết voice method 1 và voice method 2. Chấm phẩy. Voice method 2. Đến khi chúng ta xài my class và chúng ta implement cái my interface vào. My class. Ở đây chúng ta không dùng extend mà chúng ta sử dụng interface, là dùng implement. Implement cái my interface.
Và khi các bạn implement vào thì các bạn phải viết lại các phương thức mà trước đó cái interface mình này đã viết. Bởi vì bên này đã có lệnh đâu, chưa có ruột mà. Mình muốn xài mình phải viết lại. Vậy lúc này chúng ta sẽ viết lại method 1 và method 2. Override lại method 1 và method 2. Trong này mình dùng một cái lệnh là sout để mình chứng minh là mình đã viết lại. Đã viết lại phương thức 1. Hết lỗi chưa? Tại sao? Vẫn còn lỗi. Mày method 2 và hết lỗi. Nghĩa là gì? Nghĩa là cha có hai phương thức chưa được viết thì con bắt buộc phải viết hết. Nghĩa là khi các bạn, cái ông mà kiến trúc phần mềm á, ông xây dựng một cái lớp có 5 phương thức và ông yêu cầu bên gia công là phải viết hết, thì tất nhiên gia công phải viết hết đúng 5 phương thức đó cho, chứ viết 4 phương thức còn 1 phương thức vẫn chưa đủ, phải viết cho đủ. Rồi, chỗ này chúng ta override phương thức 2. Và chỗ này chúng ta sẽ có cái method 3 theo như yêu cầu. Thì chỗ này chúng ta sẽ có public void. Thôi viết lại copy luôn đi, làm biến mà. Method 3. Và chỗ số 3 này mình có dùng override không? Không nhé. Viết thêm phương thức 3. Viết thêm phương thức 3. Bây giờ sai. Qua đây sai. My object. My interface. My object. Xem. Chỗ này nó bị ngược lại cái đa hình hồi nãy nè. Nó ngược lại cái đa hình hồi nãy nha. Rồi. Ở đây chỗ này mình sẽ có cái demo. Demo interface. Mình có my interface. Người ta demo my class trước đúng không? My class trước cũng được. My class. My object 1. Chỗ này các bạn ghi vậy là nó sẽ không chạy nha. Chỗ này là phải my object 1 chứ không phải là obj 1 đâu. Rồi. My object 1 bằng new my class thì my object 1 chấm phương thức 1. Ok, chạy. Phương thức 2, phương thức 3. Chạy thử ha. Phương
phương thức 1, phương thức 2, phương thức 3 đều sử dụng được. Bây giờ mình sử dụng là My Interface, My Object 2 bằng New My Interface, xem được không? Không được. Bởi vì sao? Tương tự như abstract lúc nãy, nó bảo rằng cái lớp này không xài được do có những phương thức chưa được viết. Bởi vì cái main interface mình đã viết đâu. Rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ bắt đầu từ class. Và tương tự như vậy, mình xài lại ba cái lớp này, nhưng mà mình đổi thành số 2. Đổi thành số 2. Thì cái số 2 này nè, cái method 3 này đâu có đâu. Method 3 này là viết thêm, cho nên bản thân cái lúc mà interface là chưa có, cho nên cái method 3 này nó báo lỗi, chưa có viết. Đó là interface. Như vậy nếu như các bạn có đủ khả năng quản trị dự án, các bạn đủ khả năng xây dựng kiến trúc cho dự án, thì các bạn có thể không cần nhân sự dev. Nhận dự án khách hàng về, bỏ ra khoảng cỡ một tháng nếu dự án lớn lớn, còn dự án nhỏ thì khoảng một tuần. Mình lấy requirement xong, design, thiết kế đến phần kiến trúc mà không có, giao cho những công ty gia công phần mềm, người ta code xong giao cho phần test, người ta test. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có được cái dự án của chúng ta. Interface, thực thi nhiều interface. Như vậy chúng ta sẽ có interface 1, interface 2. Vậy chúng ta định nghĩa thêm, chúng ta định nghĩa thêm, và nó cũng tương tự thôi. Thì mình cũng kế thừa extend, mình có extend được nhiều lớp không? Kế thừa đó, mình có phẩy vô được không? Không cho nha. Interface thì được, kế thừa thì chỉ có một lớp thôi.